Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức Showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Thành phố Hồ Chí Minh, người đàn ông nghiện nặng 65 tuổi mang nhiều tiền án, cầm đầu băng trộm cắp. Ngày 6 tháng 10, Công an quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá thành công đường dây trộm cắp tài sản, tiêu thụ xe gian liên tỉnh do Đỗ Thanh Bình, 65 tuổi, ngụ quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh cầm đầu. Đây là một trong những thành quả của Công an quận 3 trong đợt cao điểm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố trong thời gian diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 6 và Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 7. Đồng bọn của Bình bị bắt gồm Trần Văn Hồng, sinh năm 1964, ngụ quận 3, Nguyễn Hoài Tâm, sinh năm 1977 và Nguyễn Minh Hòa, là em rể của Tâm, sinh năm 1986, cùng ngụ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Trong đó, Bình và Hồng là người nghiện ma túy rất nặng và mang nhiều tiền án tiền sự về tội trộm cắp tài sản. Sau đó, theo điều tra, sáng ngày 29 tháng 9, Bình và Hồng cùng nhau sử dụng chất cấm, sau đó cả hai rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Bình có nhiệm vụ cảnh giới, còn Hồng tìm cách lấy trộm tài sản. Đến 13 giờ 40 cùng ngày, cả hai đi tới một căn nhà trên đường Trần Quốc Toản, quận 3, phát hiện có một xe máy dựng trước cửa. Lúc này, Hồng dùng đoạn phá khóa xe, trộm xe tẩu thoát. Trên đường tẩu thoát, Bình gọi cho Tâm nói bán xe và hẹn nhau ở ngã tư Bà Hòm, quận 6. Khi tới nơi, Bình nói bán xe với giá 4 triệu đồng nhưng Tâm biết xe trộm cắp nên chỉ mua với giá 3 triệu đồng. Sau đó Tâm mang xe về nhà ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để sửa lại, bán cho Hòa với giá 8 triệu đồng. Dù biết là xe giàn, không có đăng ký, không có biển số nhưng Hòa vẫn mua. Bằng nghiệp vụ, Công an đã bắt giữ Hồng vào chiều cùng ngày. Từ lời khai của Hồng, 3 hôm sau trinh sát bắt giữ được Bình. Tại Công an, cả hai khai nhận thực hiện vụ trộm cắp trên ở khắp các quận, huyện, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 3 tháng 10, trinh sát tiếp tục bắt giữ được Tâm và Hòa tại Công an. Tâm và Hòa khai nhận mua xe máy trộm cắp của Bình, Hồng để sửa chữa bán lại cho người khác kiếm lời. Khám xét nơi ở của Tâm và Hòa, Công an đã thu giữ gần 20 xe máy ăn trộm, nhiều xe bị đục số máy, đục số khung, cùng nhiều tang vật khác. Hiện Công an đang điều tra mở rộng vụ việc trên. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.